Xin chào tất cả mọi người, đây là một bài tập đọc trích từ trang mạng Podcast Français Facile và có đề tựa là Les activités des Français les années 1995-2005, các hoạt động của người Pháp trong những năm 1995 cho tới 2005. Ce texte porte sur les habitudes des Français. Động từ porter sur quelque chose là liên quan tới hoặc là có mục đích đề cập tới chuyện gì. Rồi chúng ta có những động từ đồng nghĩa là concerner là liên quan, avoir pour objectif có mục tiêu, nói về chuyện gì, porter sur quelque chose. Bài học này nói về liên quan tới những thói quen của người Pháp. Une habitude là một thói quen. Và khi nói về thói quen, chúng ta có thể chia ra làm hai loại: thói quen tốt cũng như là thói quen xấu. Thói quen tốt gọi là une bonne habitude hoặc là les saines habitudes, những thói quen lành mạnh, thói quen tốt, hoặc là thói quen xấu, une mauvaise habitude. Chúng ta tạm liệt kê một số các thói quen tốt, chẳng hạn như là buổi sáng chúng ta dành ra một số thời gian để làm một số động tác về tập cơ bắp, faire quelques exercices de musculation. Hoặc là trong ngày làm việc thì chúng ta thường xuyên pha lẫn giữa việc tập tành và công việc. Khi chúng ta làm việc, chúng ta có thể dừng lại để tập một số động tác về thể thao, thể dục thể thao. Mixer exercice et travail. Mixer là pha lẫn. Hoặc là một thói quen tốt khác là marcher 5 minutes après le dîner. Sau khi ăn tối, chúng ta bỏ ra 5 phút để đi bộ, thư giãn để cho tiêu hóa tốt. Đó là một thói quen tốt. Hoặc là se déplacer à vélo ou marcher. Chúng ta di chuyển bằng cách đạp xe đạp hoặc đi bộ. Thay vì đi ngắn mà chúng ta lấy dùng xe máy hay dùng ô tô, chúng ta đi bộ một chút. Đó là một thói quen tốt. Hoặc là utiliser les escaliers plutôt que les ascenseurs. Khi có thể thì chúng ta không đi thang máy mà chúng ta có thể dùng thang bộ đi một vài ba tầng lầu. Một vài thói quen xấu có thể liệt kê như sau: utiliser son téléphone, sa tablette ou son ordinateur au lit. Khi vào giường nằm để ngủ, để nghỉ mà chúng ta còn dùng điện thoại, dùng máy tính bảng hay dùng máy vi tính để mà làm việc hay giải trí, đó là một thói quen không tốt. Être accro à internet, être accro à tức là ghiền, là nghiện, không thể bỏ được. Être accro à internet, nghiện internet. Consulter son téléphone pendant une conversation. Đây là một thói quen rất là xấu. Khi chúng ta đang nói chuyện với một người khác và chúng ta lại lấy điện thoại ra để mà tìm một cái gì đó không liên quan tới cái câu chuyện này thì đây là một thói quen không tốt, không có lịch sự đối với người đang đối thoại với mình. Dire du mal des autres, nói xấu người khác. Đây là một cái thói quen rất là xấu, nói xấu người khác. Vậy chúng ta vừa liệt kê một số les bonnes habitudes và quelques mauvaises habitudes. Chúng ta có động từ avoir l'habitude de faire quelque chose, có thói quen làm việc, làm một cái việc gì. Avoir l'habitude de faire quelque chose. Và một cái expression d'habitude, d'habitude là như thường lệ, theo thói quen thì. Chúng ta cùng nhau đọc qua toàn bộ bài này để có cái nhìn tổng quát. Les loisirs préférés des Français, bien sûr, ça dépend des générations, mais en général, quand ils sont chez eux, ils aiment bien écouter de la musique, regarder un film à la télévision ou en DVD. L'ordinateur prend une place de plus en plus importante. Les Français l'utilisent pour surfer sur Internet, mais aussi pour tenir le bloc, faire des montages vidéo, s'occuper de leurs photos ou encore télécharger de la musique. Ils adorent jouer aux jeux vidéo. En général, ils jouent sur leur ordinateur ou sur leur console, mais il y a de plus en plus de gens qui jouent sur leur téléphone portable. Il y a aussi ceux qui aiment bricoler, laver leur voiture ou s'occuper de leur jardin. Ils lisent aussi beaucoup de romans, des magazines et des bandes dessinées. Quand ils sortent, les Français vont beaucoup au cinéma. Les jeunes passent beaucoup de temps à boire des cafés au bar. Et les étudiants aiment bien sortir boire une bière en ville ou aller en discothèque. Les Français apprécient aussi les visites de musées, le théâtre et les concerts de rock, les concerts de jazz, les concerts de musique pop, etc.
Quand ils font du sport, les garçons font du football, du tennis, du rugby, du basket et des arts martiaux comme le judo ou le karaté. Les filles préfèrent le tennis, la danse, la natation, l'équitation ou la gymnastique. Les plus âgés préfèrent le vélo, la marche, la natation ou bien sûr une bonne partie de pétanque. Les Français aiment aussi jouer de la musique. Ils jouent surtout du piano et de la guitare. Mais depuis quelques années, les percussions africaines sont très à la mode et on entend de plus en plus le son du djembé dans les parcs et les rues de France. Chúng ta vừa đọc qua bài text này và chúng ta thấy qua bài text ngắn ngủi này, tác giả đã nói tới một số các thú tiêu khiển của người Pháp khi ở nhà, khi đi ra ngoài để đi chơi ở bên ngoài và khi tập thể thao. Les loisirs préférés des Français, những thú tiêu khiển được ưa chuộng của người Pháp, phải không? Bien sûr, ça dépend des générations. Dĩ nhiên là các thú tiêu khiển này xa là thay cho toàn bộ những điều chúng ta vừa mới nói là các thú tiêu khiển được người Pháp ưa chuộng. Xa những thứ đó, dépend des générations. Động từ dépendre đòi hỏi, giới từ de, préposition de, dépendre de quelqu'un hoặc là dépendre de quelque chose, tùy thuộc vào ai hay là tùy thuộc vào cái gì. Và danh từ của động từ dépendre là la dépendance, là sự lệ thuộc. Và phản nghĩa của la dépendance là l'indépendance. IN là một tiền tố nói lên một cái điều phản lại của chữ đi trước. Như vậy đây là một sự lệ thuộc, thì đây là sự độc lập, nền độc lập. Dépendre de quelque chose. Và dĩ nhiên rồi, nó tùy thuộc vào những thế hệ. Une génération là một thế hệ. Chẳng hạn như thời ta hay kể là thời ba tôi, thời ba mẹ tôi, cái thời kỳ của ba mẹ tôi, à l'époque de la génération de mes parents. Hoặc là chúng ta thấy có những gia đình có những thế hệ sống trùng cùng với nhau. Une famille de trois générations. Gia đình gồm có ba thế hệ ở chung với nhau. Và chúng ta gọi là tam đại đồng đường, thế hệ của ông bà sống chung với thế hệ của ba mẹ, rồi sống chung với thế hệ của con cháu. Như vậy ba thế hệ cùng sống chung trong một gia đình. Tình trạng này bây giờ không còn nhiều nhưng vẫn còn xuất hiện ở trong một số các gia đình của người Việt Nam. Vậy generation là thế hệ. Và trong các cái mạng không dây thì chúng ta cũng hay nghe nói tới, tiếng Việt Nam gọi là 3G, 4G, 5G. 5G là bây giờ là thế hệ tiên tiến nhất và hiện nay đang là 4G, 3G, 4G, 5G. Chữ G này là dùng để cách gọi ở trong bảng mẫu tự tiếng Việt. Thực sự ra đây là 3e génération, 4e génération, 5e génération, thế hệ mạng không dây 3e génération. Và hiện nay chúng ta đang ở thế hệ mạng không dây 4e génération và bắt đầu khai mào cho thế hệ thứ năm, 5e génération. Les loisirs préférés des Français, bien sûr, ça dépend des générations. Nói về các thú tiêu khiển ưa thích của người Pháp, thì dĩ nhiên là các thú tiêu khiển này tùy thuộc vào từng thế hệ. Mais en général, quand ils sont chez eux, ils aiment bien écouter de la musique, regarder un film à la télévision ou en DVD. Dĩ nhiên là tùy theo từng thế hệ thì có những cái thú tiêu khiển khác nhau, nhưng nói chung khi người Pháp ở nhà, in son chez eux, thì họ thích nghe nhạc, thích xem phim ở trên truyền hình hoặc là xem phim ở trong các cái băng DVD. L'ordinateur prend une place de plus en plus importante. Và máy vi tính thì có vị trí càng ngày càng quan trọng. Les Français l'utilisent pour surfer sur Internet, mais aussi pour tenir le blog, faire des montages vidéo, s'occuper de leurs photos ou encore télécharger de la musique. Người Pháp sử dụng máy vi tính, chữ N này là le thay cho l'ordinateur. Người Pháp sử dụng máy vi tính để lướt, để truy cứu, để lướt trên mạng. Surfer sur Internet là lướt net. Chúng ta có động từ khác nữa là navigate. Người Pháp dùng máy vi tính để lướt net. Lướt net tức là surfer sur Internet. Mà cũng còn để mà tenir le blog.
Tôi như lấp lốc là duy trì điều hành cái trang blog của mình, phe de montage video, dàn dựng một cái video, s'occuper de la photo và phụ trách các cái hình của mình, cái khối lượng hình của mình ở trên mạng, ou encore télécharger de la musique hoặc là tải nhạc xuống. Động từ tenir là một động từ rất tổng quát, có rất nhiều ý nghĩa. Và ở đây chúng ta dùng ý nghĩa là phụ trách một nhiệm vụ, một vai trò, một công việc. Tenir un blog là mettre à jour, là cập nhật ở cho cái trang blog của mình. Hoặc là répondre aux commentaires, trả lời bình luận. Khi chúng ta có một trang blog thì chúng ta phải điều hành, chúng ta phải phụ trách, chúng ta phải quan tâm tới nó. Và động từ đó gọi là tenir un blog. Montage là tính từ của động từ monter. Monter có nhiều nghĩa, nếu là mang nghĩa là verb VT thì có nghĩa là ráp nó lại. Chẳng hạn như chúng ta mua một cái đồ đạc gì về, như một cái giường, thì chúng ta phải về nhà chúng ta ráp lại, không thể mang một cái giường trên xe chở ngoài đường, mà về nhà chúng ta phải monter nó lên. Bây giờ làm một cái video chúng ta không thể làm một lần là xong, chúng ta phải dàn dựng, phải lắp ráp nhiều đoạn video lại với nhau, và công việc đó gọi là monter, và danh từ là montage. Télécharger, télé tiền tố có nghĩa là từ xa, charger là tải, là chất, télécharger là tải từ xa, tức là tải xuống. Vậy vừa qua là một số các từ ngữ về công nghệ thông tin. L'ordinateur prend une place de plus en plus importante. Les Français l'utilisent pour surfer sur Internet, lướt net, mais aussi pour tenir le blog, điều hành cái trang blog của mình, faire des montages vidéo, dàn dựng các video, s'occuper de la photo, phụ trách các cái khối lượng hình ảnh của mình, ou encore télécharger de la musique, tải nhạc xuống. Ils adorent jouer aux jeux vidéo. Ils đây là người Pháp. Adorer là rất thích, rất say mê. Jouer au, động từ jouer đi với preposition à, là nói về các môn chơi thể thao hay các cái trò chơi. Đây là các trò chơi điện tử. Người Pháp rất mê chơi các trò chơi điện tử. Ils adorent jouer aux jeux vidéo. En général, ils jouent sur leur ordinateur ou sur leur console. Mais il y a de plus en plus de gens qui jouent sur leur téléphone portable. Nói chung thì người Pháp chơi trò chơi điện tử ở trên máy tính của mình hoặc là trên cái console. Console là một cái bàn phím dùng để điều khiển các trò chơi điện tử, gọi là console. Nhưng càng ngày càng có nhiều người chơi trò chơi điện tử ở trên chính điện thoại di động của mình. Telephone portable. Portable là một tính từ gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất xuất phát từ động từ porter là mang, và hậu tố app là có thể. Telephone portable là điện thoại có thể mang theo mình, tức là điện thoại di động. Il y a aussi ceux qui aiment bricoler, laver leur voiture ou s'occuper de leur jardin. Ils lisent aussi beaucoup de romans, des magazines et des bandes dessinées. Donc, từ s'occuper de, chúng ta thấy ở bên trên rồi, phụ trách đảm nhận một cái chuyện gì, phụ trách về đảm nhận về việc làm vườn. Người Pháp cũng có những người rất thích bricoler, là làm việc nhà, sửa chữa lặt vặt ở trong nhà, rửa xe của mình hoặc là phụ trách cái vườn của mình. Họ cũng đọc rất nhiều các cuốn tiểu thuyết, đọc các cuốn tạp chí và coi các tranh hoạt hình, les romans, cuốn tiểu thuyết, les magazines, các tạp chí định kỳ, les bandes dessinées, các cuốn tranh hoạt hình. Khi chơi trò chơi điện tử thì người chơi cần phải có một console, người ta viết tắt của console de jeu, là một bộ điều khiển có những cái nút để người ta điều khiển cái trò chơi điện tử. Chúng ta gọi là bộ điều khiển thiết bị trò chơi điện tử. Động từ bricoler là một verb intransitive, có nghĩa là thực hiện những việc sửa chữa nhỏ tại nhà. Người Pháp, rất nhiều người rất thích làm cái công việc gọi là le bricolage. Họ có giờ rảnh thì họ sửa chữa các cái việc lặt vặt trong nhà, họ mua các cái thiết bị, các cái vật dụng về và họ tự sửa, không phải thuê mướn. Việc sửa chữa nhỏ tại nhà gọi là le bricolage. Un magazine, một tạp chí định kỳ. Une bande dessinée, thường được viết tắt là BD, là các tranh hoạt hình. Quand ils sortent, les Français vont beaucoup au cinéma. Động từ sortir ở đây có nghĩa là đi ra ngoài để đi chơi giải trí. Khi ra ngoài để đi chơi giải trí thì người Pháp
Rất nhiều người đi tới rạp ciné. Les jeunes passent beaucoup de temps à boire des cafés au bar. Et les étudiants aiment bien sortir boire une bière en ville ou aller en discothèque. Mà giới trẻ thì trải qua rất nhiều giờ, bỏ ra rất nhiều thời giờ để đi uống cà phê ở các quán bar. Passer le temps à faire quelque chose. Động từ passer này là dùng thời gian để làm một cái việc gì. Dùng nhiều thời gian để đi uống cà phê ở các quán bar. Còn giới sinh viên thì rất thích đi ra ngoài để uống một ly bia ở trong trung tâm thành phố, hoặc là đi tới các trung tâm giải trí. Discotheque là một trung tâm giải trí công cộng. Ở trung tâm này người ta có nhiều hoạt động khác nhau, có thể là khiêu vũ, uống nước, nghe nhạc, nghe uống rượu, vân vân, gọi là discotheque. Người sinh viên thì rất thích đi uống bia ở trung tâm thành phố hoặc là đi tới các trung tâm giải trí gọi là discothèque. Les Français apprécient aussi les visites de musée. Apprécier là thích thú, là ngưỡng mộ. Người Pháp rất thích cái việc đi tham quan các viện bảo tàng. Le théâtre, đi tham quan, đi tới các rạp hát. Et les concerts de rock, les concerts de jazz, les concerts de musique pop, etc. Rất thích đi tham quan các viện bảo tàng, rất thích đi tới các nhà hát, tới dự các cái buổi hòa nhạc rock, nhạc jazz và nhạc pop, etc. Quand ils font du sport, les garçons font du football, du tennis, du rugby, du basket et des arts martiaux comme le judo ou le karaté. Khi họ chơi thể thao, họ là người Pháp. Khi họ chơi thể thao, faire du sport, thì thanh niên thì chơi bóng đá, faire du football, du tennis, chơi tennis, du rugby, môn bóng bầu dục, du basket, bóng rổ, et des arts martiaux, và các môn võ thuật. Các môn võ thuật gồm có như là le judo, môn nhu đạo, hoặc là môn karate. Ở đấy chúng ta thấy faire du football, du tennis, du rugby, tất cả các môn chơi thể thao này đều phải đi với động từ faire du, faire de. Và bên các thiếu nữ, les filles préfèrent le tennis, la danse, la natation, l'équitation ou la gymnastique. Con trai thì chơi các môn thể thao như thế này, còn con gái thì rất thích chơi tennis, chơi thực tập khiêu vũ, hoặc là bơi. La natation là danh từ của động từ nager, thích bơi lội. L'équitation, thích môn cưỡi ngựa. Ou la gymnastique, môn thể dục. Les plus âgés préfèrent le vélo, la marche, la natation et bien sûr une bonne partie de pétanque. Còn những người cao tuổi hơn, những người lớn tuổi hơn thì ưa chuộng môn đạp xe đạp, préfèrent le vélo, môn đi bộ, la marche, la natation là danh từ của động từ nager, là môn bơi lội, và dĩ nhiên là họ ưa chuộng một ván pétanque. Pétanque là món chơi ném boule, một môn chơi rất phổ biến ở bên Pháp. Một partie, une partie là một ván. Chúng ta có thể chơi một ván cờ tướng nữa, une partie d'échecs. Les Français aiment aussi jouer de la musique. Ils jouent surtout du piano et de la guitare. Mais depuis quelques années, les percussions africaines sont très à la mode. Người Pháp cũng rất thích chơi âm nhạc, và đi chơi âm nhạc các nhạc cụ thì người ta dùng jouer đi với preposition de ở trong khi phần trước. Chơi các môn thể thao thì jouer à, jouer de đi với các nhạc cụ. Jouer de la musique, ils jouent surtout du piano, họ chơi đàn dương cầm, đàn piano hoặc là đàn guitar. Chúng ta thấy động từ jouer phải đi với giới từ de, du piano hoặc là de la guitar. Nhưng từ một vài năm nay, mais depuis quelques années, les percussions africaines sont très à la mode. Percussion là bộ gõ. Trong âm nhạc, người ta có thể dùng tay hay dùng đũa để mà gõ vào các cái thiết bị gây ra âm thanh. Người ta gọi là bộ gõ của xuất phát từ châu Phi. Bộ gõ của người châu Phi rất là hợp thời trang, rất là thịnh hành. Et on entend de plus en plus le son du djembé dans les parcs et les rues de France. Và càng ngày người ta càng nghe thấy nhiều âm thanh của điệu djembé ở trong các công viên hoặc trên các đường phố của nước Pháp. Les activités des Français les années 1995-2005. Les loisirs préférés des Français
Bien sûr, ça dépend des générations, mais en général, quand ils sont chez eux, ils aiment bien écouter de la musique, regarder un film à la télévision ou en DVD. L'ordinateur prend une place de plus en plus importante. Les Français l'utilisent pour surfer sur Internet, mais aussi pour tenir leur blog, faire des montages vidéo, s'occuper de leurs photos ou encore télécharger de la musique. Ils adorent jouer aux jeux vidéo. En général, ils jouent sur leur ordinateur ou sur leur console, mais il y a de plus en plus de gens qui jouent sur leur téléphone portable. Il y a aussi ceux qui aiment. Il y a aussi ceux qui aiment bricoler, laver leur voiture ou s'occuper de leur jardin. Il y a aussi ceux qui aiment bricoler, laver leur voiture ou s'occuper de leur jardin. Ils lisent aussi beaucoup de romans, des magazines et des bandes dessinées. Quand ils sortent, les Français vont beaucoup au cinéma. Les jeunes passent beaucoup de temps à boire des cafés au bar. Et les étudiants aiment bien sortir boire une bière en ville ou aller en discothèque. Les Français apprécient aussi des visites de musées, le théâtre et les concerts de rock, les concerts de jazz, les concerts de musique pop, etc. Quand ils font du sport, les garçons font du football, du tennis, du rugby, du basket et des arts martiaux comme le judo ou le karaté. Les filles préfèrent le tennis, la danse, la natation, l'équitation ou la gymnastique. Les plus âgés préfèrent le vélo, la marche, la natation ou bien sûr une bonne partie de pétanque. Les Français aiment aussi jouer de la musique. Ils jouent surtout du piano et de la guitare. Mais depuis quelques années, les percussions africaines sont très à la mode et on entend de plus en plus le son du djembé dans les parcs et les rues de France. Xin chào tất cả mọi người.